Xin chào, chào mừng các cậu đang quay trở lại với Way to Work Cartoon. Có lẽ đối với tất cả chúng ta, việc xem phim hoạt hình vẫn luôn là một phương pháp hiệu quả để giải trí và thư giãn, xả stress sau những giờ học và làm việc mệt mỏi. Chúng ta xem phim, tận hưởng những khoảnh khắc trong phim và dành tình yêu cho những nhân vật, những cảnh phim mà chúng ta yêu thích. Có lẽ không chỉ riêng tớ, chúng ta đều đã từng mơ ước được hóa thân thành những siêu anh hùng với những sức mạnh phi thường, những nàng tiên, những phù thủy với phép thuật vô biên, hay chỉ đơn giản là được trải nghiệm cuộc sống ở một thị trấn Elmore đầy những điều kỳ lạ, được trải nghiệm những khoảnh khắc sợ đến lạnh sống lưng ở căn nhà nơi đồng hoang của ông bà Becky. Tuy nhiên, cũng chính vì những giấc mơ tưởng như rất lỗ thuần túy này mà có biết bao vụ việc không hay đã xảy ra, đặc biệt là ở đối tượng trẻ em. Đó cũng chính là góc khuất của việc xem phim hoạt hình mà tớ sẽ đề cập tới với các cậu trong video ngày hôm nay. Bây giờ thì, let's go! Lưu ý, nội dung mà chúng tôi sắp sửa đề cập sau đây được dựa trên quan điểm cá nhân và video sẽ có một vài câu chuyện có thật không mấy nhẹ nhàng gì lắm. Cho nên, hy vọng các cậu sẽ cân nhắc trước khi xem và hãy là một người xem sáng suốt sau khi xem video ngày hôm nay nhé! Như tôi đã đề cập ở trên, ai trong chúng ta cũng mơ ước được trở thành những nhân vật hoạt hình trong các bộ phim mà chúng ta vẫn thường xem và yêu thích, đặc biệt là với trẻ em. Những tâm hồn ngây thơ vẫn nhìn mọi thứ qua một lăng kính màu hồng để suy nghĩ mộng mơ và không thể nào từ chối được việc trở thành một anh hùng siêu phàm hay một nàng tiên xinh đẹp với phép thuật nhiệm màu. Và thế là rất nhiều kẻ xấu xa đã lợi dụng những giấc mơ thuật khiết đó để tung ra những trò lừa đảo, không chỉ làm lệch lạc suy nghĩ của những bạn nhỏ mà thậm chí còn gây nguy hiểm tới tính mạng. Đấy cũng là câu chuyện về một vụ án có thật đã xảy ra ở nước Nga liên quan tới bộ phim hoạt hình vô cùng nổi tiếng là We Club. Vào tháng 3 năm 2017, hàng loạt các trang báo điện tử đã đồng loạt đưa tin về một trò chơi bệnh hoạn được chia sẻ trên mạng mà họ gọi là nàng tiên lửa hay làm thế nào để trở thành một nàng tiên lửa. Không biết nó thực sự được bắt đầu từ bao giờ, nhưng nó đã để lại sự lo lắng và hoang mang cho rất nhiều phụ huynh có con nhỏ ở nước Nga. Bắt đầu với những dòng hướng dẫn sơ sài và ngây thơ, nghe hoàn toàn bình thường và vô hại, như thức dậy vào lúc nửa đêm khi mọi người đã ngủ say, đi quanh phòng 3 lần rồi đọc câu thần chú kỳ diệu được cho sẵn mà không được để ai biết, nếu không câu thần chú sẽ mất linh ứng. Mới đầu thì nghe cũng không khác gì với trò hướng dẫn cách để trở thành phù thủy được đăng tải trên trang WikiHow. Tuy nhiên, điều nguy hiểm hay thậm chí có thể nói là tội ác của trò chơi này nằm ở phía sau. Sau khi những đứa trẻ làm xong các điều trên, trò chơi sẽ dụ chúng đi xuống bếp và mở bếp ga, sau đó thì đi ngủ, để cho khí ma thuật sẽ đến với chúng, được chúng hít thở qua đêm. Và rồi đến ngày hôm sau thì chúng sẽ trở thành những cô tên lửa giống như tiền ước đùm. Sự non nớt và ngây thơ của những cô bé khi đó đã khiến chúng làm theo trò chơi này. Một số may mắn thoát được khỏi lưỡi hái tử thần và được an toàn tính mạng do có người nhà phát hiện kịp. Tuy nhiên thì không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như vậy. Một cô bé 5 tuổi tên Sofia ở Nga đã làm theo trò chơi này và vô tình bị bắt lửa khiến cho toàn bộ cơ thể bị bỏng rất nặng. Trước vụ việc như vậy, Eugenios Jaffe, giám đốc điều hành của Rainbow, công ty chịu trách nhiệm về thương hiệu We Club đã phải lên tiếng. Ông nói rằng bản thân vô cùng sốc trước việc một bộ phim vốn đề cao những điều tốt đẹp của mình lại bị lợi dụng cho những trò lừa đảo đáng ghê tởm như vậy. Jaffe cũng lên án và đề nghị khởi kiện hình sự nhằm trừng phạt những kẻ đã đứng sau tạo ra những trò chơi lừa đảo và gây nguy hiểm đến tính mạng. Trên thực tế, vẫn còn những trò hướng dẫn trở thành tiên nữ, phù thủy hay siêu anh hùng tồn tại và được lan truyền trên Internet. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là những trò như sưu tầm đồ vật để cầu nguyện hay nhúng tay vào bát nước đá mà thôi. Sự việc như trò làm thế nào để trở thành tiên nữ của lửa có lẽ chính là hồi chuông cảnh báo, buộc tất cả các bậc phụ huynh hay cả những người xem và yêu thích phim hoạt hình phải có sự sáng suốt và cân nhắc đối với các vấn đề liên quan tới phim. Đây chính là chiêu trò kích động tâm lý từ xa vô cùng nguy hiểm. Về bản chất, việc mong muốn được hóa thân thành một nhân vật hoạt hình không có thật là một giấc mơ đơn thuần của mọi người, bởi ai cũng muốn trở nên thật xinh đẹp, ngầu loài hay được sở hữu những món đồ thần bí, sử dụng đủ loại phép thuật trên đời. Sẽ không khó để chúng ta bắt gặp những cô bé cậu bé đang chơi trò hóa thân thành anh chàng Ben 10, những nàng tiên Wings hay những nàng công chúa Disney chạy tung tăng khắp nhà để diễn lại những kịch phim mà chúng đã xem. Cũng có những trend trên TikTok, ví dụ như trend phép thuật Wings Attentive cũng đã từng rầm rộ ở Việt Nam một thời gian, hay nổi nhất là hoạt động cosplay thành các nhân vật hoạt hình
vốn được yêu thích bởi rất nhiều người trên thế giới. Đây hoàn toàn là những phương pháp hiện thực hóa giấc mơ, hóa thân thành các nhân vật hoạt hình vô cùng thú vị, hoàn toàn không gây độc hại và nguy hiểm. Tuy nhiên, vẫn có những mặt bị khuất mà chúng ta đôi khi không để ý, hoặc vì nó không có xung quanh chúng ta nên chúng ta hoàn toàn không biết tới. Như vụ án tớ vừa đề cập ở trên là một ví dụ. Hay ở một số nơi, có những bạn trẻ ảo tưởng mình là nhân vật nọ, nhân vật kia, trong bộ phim này, bộ phim kia, mà bắt những người khác phải coi mình giống như nhân vật đó. Nếu không được thì sẽ gào thét, hay thậm chí là sử dụng bạo lực. Bệnh công chúa hay bệnh hoàng tử cũng có thể nói là được bắt nguồn từ việc nhiều người lập phim hoạt hình quá mức. Một số khán giả do có tâm lý chưa vững vàng, thiếu sự nhắc nhở, trải nghiệm hay sự đề phòng đã tiếp cận một số bộ phim hoạt hình không phù hợp với lứa tuổi như Happy Tree Friends, Mr. Pickles cũng dễ dàng bị ảnh hưởng tâm lý, dẫn tới những hành vi không tốt. Ngay cả những bộ phim hoạt hình vốn dĩ ngây thơ hồn nhiên và vô hại như Tom and Jerry hay The Powerpuff Girls đôi khi cũng có những cảnh đánh đấm bạo lực hay sử dụng vũ khí mà nhiều bạn nhỏ vẫn còn ngây thơ không biết đã học theo. Có rất nhiều phụ huynh quyết định đưa ra giải pháp cấm con mình tiếp xúc với mạng xã hội và cấm cả việc xem phim để đảm bảo con cái của họ sẽ tránh xa tất cả những điều không hay. Tuy nhiên theo tớ thì đây lại là một phương án quá cực đoan và không phù hợp bởi chúng ta hoàn toàn không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu những bộ phim. Và hơn nữa, việc cách ly phim hoạt hình sẽ chỉ dẫn đến những sự thiếu hụt không đáng có. Để không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố bạo lực trong phim hoạt hình, không bị ngáo phim, ảo tưởng sức mạnh và tránh xa được những trò lừa nguy hiểm đến tính mạng có liên quan tới phim hoạt hình, có lẽ tất cả chúng ta, những người xem phim hoạt hình, trước tiên phải trang bị cho mình những nhận thức đúng đắn để việc xem phim có thể là sự giải trí, sự bay bổng, sự sáng tạo, chứ không phải là thứ thuốc độc đe dọa đến tinh thần và tính mạng. Hãy xác định rõ ranh giới giữa thế giới của chúng ta và thế giới có trong phim để có thể nhận thức mọi thứ một cách chuẩn xác nhất. Hãy cẩn trọng trong việc lựa chọn phim nào nên xem vì hiện tại các bộ phim hoạt hình đều có cảnh báo lứa tuổi hay tình tiết. Và đôi khi không phải vì người này xem được nên tôi cũng xem được mà nó còn nằm ở vấn đề sức khỏe tinh thần của mỗi người. Và các cậu cũng đừng quên là phim hoạt hình cũng chính là một tác phẩm nghệ thuật phản ánh được cả cái tốt và cái xấu đang tồn tại trong xã hội. Nên chính chúng ta cũng hãy tỉnh táo để có thể phân biệt và chọn lọc được giữa cái tốt, cái đúng và cái sai. Vừa rồi là những điều mà chúng tôi muốn nhắc nhở tới các cậu. Có lẽ bên cạnh sự việc mà tôi kể ở trên thì còn nhiều sự việc khác đáng buồn có liên quan tới việc chúng ta xem phim hoạt hình và bị ảnh hưởng tới cuộc sống thực tế. Có những vụ việc nhẹ nhưng cũng có những sự việc gây ảnh hưởng tới cả tính mạng. Thế nên đừng quên có cho mình những biện pháp để không bị ảnh hưởng xấu cũng như tránh được bị trò lừa đảo trên mạng nhé. Và hy vọng các cậu sẽ yêu thích video ngày hôm nay. Nếu như còn điều gì muốn góp ý hay chia sẻ, đừng quên cho chúng tôi biết ở phần comment bên dưới. Còn bây giờ thì way to wear out.